Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc hiện có 24 dự án FDI đang thực hiện với tổng vốn đăng ký trên 622 triệu đô la Mỹ. Trong đó có hai dự án với tổng vốn 26,9 triệu đô la Mỹ được đầu tư trong khu công nghiệp Hòa Phú thời gian qua tỉnh đắk lắc đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua việc thực hiện đầy đủ nhất quán đúng quy định các chính sách ưu đãi về thuê đất kết cấu hạ tầng thủ tục hành chính hỗ trợ đào tạo tuyển dụng lao động tỉnh đã công bố danh mục dự án mời gọi đầu tư nhằm tạo điều kiện kịp thời cho các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu đầu tư tại tỉnh cùng với đó là kịp thời xử lý những khó khăn vương mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án những nỗ lực trên không chỉ tạo được ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn khẳng định quan điểm và tầm nhìn phát triển bền vững của địa phương